Với chủ đề Ngọn lửa hy vọng, đêm nhạc ngoài trời do Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa phối hợp với nhà tài trợ tổ chức đã góp phần truyền thêm niềm tin và khát vọng sống cho các bệnh nhân ung thư. Đêm nhạc được tổ chức trong khuôn viên của Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa. Tại chương trình, các ca sĩ, nghệ sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân đã thể hiện các ca khúc về tình người, tình cảm gia đình, quê hương đất nước và nghị lực vươn lên niềm tin yêu trong cuộc sống chương trình hôm nay thì đối với những bệnh nhân tôi thì là những người bệnh nhân thì đã được thắp sáng trái vào trái tim tôi để tôi quyết tâm để cùng hợp tác với y bác sĩ để chiến thắng bệnh tật đêm nhạc ngọn lửa hy vọng đã kết nối yêu thương xoa dịu phần nào những đau đớn khó khăn của các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện ung biếu tỉnh thanh hóa đồng thời chia sẻ động viên khích lệ thắp lên niềm hy vọng sự lạc quan cho các bệnh nhân ung thư để họ vững vàng hơn trong cuộc chiến chống lại căn bệnh hiểm nghèo